Để em bắt đầu, chúng ta sẽ làm một vòng tròn ma thuật. Móc lên cho mình 8 mũi móc đơn. Rồi các bạn siết chặt ha, và làm cho mình một mũi trượt. Rồi, lên một bính. Tiếp ở vòng thứ hai này mình sẽ làm mũi tăng ha. Các bạn làm 8 mũi tăng, nghĩa là 2 mũi móc đơn chung một chân, 2 mũi móc đơn chung một chân. Tổng cộng ở vòng thứ hai này mình sẽ có 16 mũi móc đơn. Đến vòng thứ ba, các bạn sẽ làm theo công thức là một mũi móc đơn và một mũi tăng. Đây, lên một bính ha. Rồi các bạn làm một mũi đơn vào mũi đầu tiên. Rồi đến một mũi tăng. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết vòng. Rồi, ở đây chúng ta sẽ qua vòng thứ tư. Vòng thứ tư thì các bạn cũng lên một bính, rồi làm 2 mũi móc đơn, rồi đến một mũi tăng. 2 mũi móc đơn, rồi bây giờ đến 2 mũi móc đơn chung một chân. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết vòng. Tiếp tục qua vòng mới, chúng ta cũng lên một bính. Ở vòng này các bạn sẽ làm theo công thức là 3 mũi móc đơn rồi đến một mũi tăng. Đó, chúng ta tăng vào đây. Đây là làm vòng tròn tăng tịnh tiến á các bạn. Rồi 3 mũi nữa, rồi lại làm một mũi tăng. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết vòng nhé. Rồi, kết vòng của chúng ta thường là mũi tăng. Kết vòng là mũi tăng. Rồi, ở vòng này, ở vòng thứ 6 mình sẽ làm 4 mũi móc đơn rồi đến một mũi tăng. Các bạn có thể tăng cái độ rộng của cái đáy bằng cách làm thêm vòng thứ sơ, thứ bảy, thứ tám, mà mình chỉ dừng lại ở vòng thứ sáu thôi. Rồi tăng vào đây. Rồi kết vòng đáy ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu làm lên thân. Các bạn làm cho mình ở vòng này là 48 mũi móc đơn. Nhưng mà các bạn thấy cái mũi của mình đó, là có hai phần, một nửa bên trong, một nửa bên ngoài. Thì chúng ta sẽ làm ở cái thực hiện cái mũi ở cái nửa bên phía ngoài nha. Rồi. Cứ làm như vậy cho đến hết vòng, sẽ thấy một cái đường viền ở dưới đáy như thế này. Từ vòng 2 đến vòng 10 thì mình không có đâm qua một nửa mũi nữa, mà mình sẽ đâm qua nguyên mũi. Mà mình không có làm mũi trượt nha các bạn. Mình sẽ dùng cái ghim để ghim vị trí. Làm nó sẽ không có để lại cái lằn ở giữa. Đây các bạn dùng ghim đánh dấu vị trí lại.
Rồi, đến dòng cuối cùng. Chúng ta kết chỉ ở đây. Đến màu xanh, các bạn lên cho mình 4 mũi bính. Rồi làm một mũi móc kép vào trong chung chân, bỏ qua hai ô, chúng ta bỏ qua hai mũi đến mũi thứ ba, đâm chân vào làm một mũi móc kép, lên một bính, rồi làm một mũi móc kép nữa. Cứ như vậy, bỏ ra hai mũi đến mũi thứ ba, chúng ta làm một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép vào trong chân này. Rồi, cứ như vậy, các bạn sẽ làm đến hết vòng nhé. Sau khi đến hết vòng, các bạn làm lên một mũi trượt, sau đó đâm vào giữa chữ V này, làm thêm một mũi trượt nữa, là chúng ta sẽ có hai mũi trượt. Và chúng ta đổi màu. Giờ chúng ta làm phần hoa ha. Siết chặt màu xanh lại. Lên ba bính, rồi làm bốn mũi móc kép chung một chân vào đây. Rồi, kéo đâm chỉ qua cái mũi đầu tiên. Kéo qua mũi đầu tiên. Lên 3 bính. 1, 2, 3. Tiếp tục. Chúng ta sẽ làm vào mũi chữ V. Các mũi chữ V nha các bạn. Đâm vào chữ V. Lên cho mình 5 mũi móc kép chung chân vào đây. Rồi, chúng ta lại đâm kim qua mũi đầu tiên, kéo chỉ qua, lên 3 bính. Tiếp tục. Đâm vào chữ V kế tiếp, làm 5 mũi móc kép chung một chân. Đưa kim qua mũi đầu, kéo chỉ, rồi lên 3 bính. Đó, các bạn cứ làm như vậy vào các chân chữ V nhé. Chúng ta kết cái chỉ xanh ở đây. Rồi, sau đến mũi cuối cùng, chúng ta sẽ làm một mũi trượt vào cánh hoa đầu tiên và kết chỉ. Vậy là xong rồi đó các bạn. Thành phẩm chúng ta sẽ nhận được rất nhiều đồ. Đồ linh tinh, cột tóc, đồ kim móc, đồ trang điểm, đựng bút viết. Và mình còn lấy đây đựng kẹo nữa. Chúc các bạn sẽ thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Đăng ký kênh ngay để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.